chào tất mọi người nhé. Hôm nay mà sẽ lấy cái cáo trên này này chuẩn bị lên thành quả đầu tiên đấy nha mọi người. Cáo cụ luôn. Em cáo cụ đây. Đó, anh em nhá, chinh phục cáo cây thứ hai này. Đây nha mọi người. Em đang đến cây cáo đầu tiên. Để cho mọi người cùng xem nhé. Cái này thì rất là tiềm năng luôn. Lá rất là to luôn. Đấy. Lá sóng này. Đẹp chưa? Đấy. Lá rất là to nhé. Cái này tiềm năng tương lai thì lá sẽ tầm 6 cm. Đấy. Cái này tiềm năng nhé. Đấy, đây một dề nữa này. Mới nhiều quá. Đây. Gì này tổng là mấy cây này. Muối nhiều quá. Ôi. Tổng 4 cây nhé mọi người. Đây. Fish. Bên dưới có một cây nữa kìa. Bên dưới kìa. Thì chợ. Hôm nay khá may mắn luôn đấy, lên được ba dì. Cây dì kia cũng rất là to nhé. Chá chúng mày hả cô trẻ? Đây nhá, xếp lưng. Ôi, để đấy, xuống quay qua đây này. Đuôi gà to chưa? Không biết tật cái gì đây. Hay bóc luôn. Chặt được thì càng đẹp nhé. Cao chưa? Sợ không chặt được đấy mọi người. Cái này khả năng là bóc thôi. Để vì rất là khó chặt. Đấy. Bóc rồi nha. Muối nhiều quá. Này, bóc còn khó khăn chứ. Ây. Thông tông. Sai. Dành ngoài. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã xem nha. Nó lại bộ tại nhà nó ồ. Hả? À nói to. Tại cứ to thì cái này tại ồ.
Tụt tôm hun à? Nó cái này nhỉ hả? Nó hôm nay vô pháo quá. Quá tụng mùi nó tổng quá. Vì im quá nhìn nhận hết hả? Vì im à? Nhận phố phố cho nó. Đổ mà. Mấy tí bữa chủ phai ờ đây nhá ba cây hai cái kiểu nữa này. Em sẽ bỏ cam nữa tại vì leo cái này này rất khó, không mang cam được. Em quay bằng cam điện thoại đấy nhá. Đấy. À. Nhiều muối quá. Đây một cây này. Chào mọi người nhé, đây. Ốc trắng này. Đấy. Ốc này bên Trung Quốc thu mua rất là tận diệt nhé. Đây. Loại này cực kỳ quý luôn. Em đi rừng suốt rồi nhưng mà đây là con thứ hai em gặp. Đấy. Đây toàn là rừng sâu nhé. Đây. Em đang ở trên cây rất là cao luôn. Đấy.